phản ứng của Messi khi bị cổ động viên PSG la ó, siêu sao người Argentina bị chính cổ động viên nhà quay lưng trong trận thua 0-2 trước Zenit ở vòng 28 Ligue 1 đêm ngày 19 tháng 3, giờ Hà Nội. Sau tiếng còi mãn cuộc, Lionel Messi tiến thẳng vào đường hầm sân Parc des Princes mà không cùng đồng đội cảm ơn người hâm mộ. Trước đó, cổ động viên đội bóng thủ đô nước Pháp liên tục la ó khi tên của Messi xuất hiện trên bảng điện tử trước trận. Sau khi PSG để thua Zenit 0-2, những tiếng chê bai tiếp tục vang lên khắp khán đài. Nhóm fan cuồng của PSG đổ lỗi cho Messi sau thất bại ở Champions League. Họ cho rằng đóng góp của Theo Punga là không tương xứng với mức lương anh đang nhận. Ở trận gặp Zenit, Messi lại là cầu thủ chơi hay nhất trên sân. Cựu đội trưởng Barcelona lùi sâu hỗ trợ tuyến tiền vệ và có hai đường chuyền đẳng cấp, mở ra cơ hội đối mặt thủ môn cho Kylian Mbappe. Tuy nhiên, cầu thủ mang băng đội trưởng lại không thể tận dụng để mở tỷ số. Trong khi Mbappe phung phí cơ hội, hàng thủ PSG có ngày thi đấu tệ hại. Zenit chỉ cần hai tình huống chuyển trạng thái ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 để ghi hai bàn, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-0. Thầy trò huấn luyện viên Bruno Genesio tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại PSG ở cả lượt đi lẫn lượt về trong một mùa giải Ligue 1. Kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu của PSG. Messi cùng đồng đội vẫn hơn đội xếp thứ hai, Lens, đến 9 điểm. Sau trận thua đáng thất vọng, Messi, Mbappe cùng đồng đội sẽ trở lại hội quân cùng tuyển quốc gia. Ligue 1 sẽ trở lại vào ngày 3 tháng 4 cùng trận đấu giữa Lyon và PSG.